Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Chương 1080 đã ra mắt gần đây đánh dấu sự xuất hiện của huyền thoại anh hùng hải quân Monkey D. Garp trên đảo Hải Tặc, hòn đảo trụ sở đóng quân của băng hải tặc Dâu Đen. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy Garp thực sự nổi giận và giải phóng cơn giận dữ của mình. Ông đã bộc lộ sức mạnh khủng khiếp để giải cứu cậu nhóc đệ tử thân yêu của mình là Kobe, một đại tá hải quân đã bị tứ hoàng Dâu Đen bắt cóc. Ngay khi vừa xuất hiện, Garp nhảy khỏi tàu của mình và tung ra một cú đấm tàn nhẫn có tên là Galaxy Impact. Cú đấm của Garp là một bằng chứng cho thấy sức mạnh của Garp vẫn là khủng khiếp. Đợt tấn công này phá hủy toàn bộ thị trấn và các công trình trên đảo Hachinosu chỉ trong một đòn đánh. Điều ấn tượng là cú đấm của Garp thậm chí còn không chạm vào địa hình trên đảo. Garp đã ở trên trời cách hòn đảo mấy trăm mét và tung một cú đấm từ trên cao. Cú đấm đó đã bao phủ haki khổng lồ của Garp, tạo ra một làn sóng xung kích thổi bay hoàn toàn những thứ cản đường phía dưới. Nếu chúng ta nhìn vào đòn tấn công Galaxy Impact thì có thể thấy rõ ràng nhất là các tia sét đen lấp lánh. Điều này thể hiện việc đòn tấn công được gia tăng sức mạnh bởi haki bậc vương cao cấp. Việc Garp thể hiện sức mạnh ngay khi vừa xuất hiện đã khiến mình và những người hâm mộ One Piece phải kinh ngạc. Mặc dù hiện tại ông của Ruffy đã 78 tuổi và thừa nhận rằng tuổi già đã phần nào làm ông yếu đi. Nếu các bạn còn nhớ, trước time skip, Garp nói khi đuổi theo Ruffy, cú ném của ông đã không còn nhanh như trước và thậm chí còn không bằng một nửa tốc độ trong thời kỳ đỉnh cao. Nhờ vậy, chúng ta có thể liên tưởng đến sức mạnh của Garp và Roger khi còn trẻ, phải cực kỳ mạnh. Và chúng ta có thể so sánh uy lực cú đấm phủ Haki Galaxy Impact của Garp đối với các đòn tấn công có sử dụng Haki bá vương khác. Nếu so với đòn Kamusari, đòn tấn công mà Shanks đã sử dụng ở trong chương 1079 để chém Kid, Galaxy Impact của Garp có tác dụng khác, nhưng về tổng thể thì sức mạnh tương tự. Sức mạnh gây ra từ Galaxy Impact rất đáng sợ, nhưng có vẻ như đòn tấn công này không mạnh bằng đòn tấn công kết hợp của Kaido và Big Mom hay Bajirangan của Ruffy. Chúng ta có thể thấy rằng mức độ phá hoại của Haki có thể phá hủy toàn bộ hòn đảo Onigashima hay Bajirangan của Ruffy có thể đẩy lùi dòng lửa bát quái của Kaido và hạ gục hắn ta. Tuy nhiên thì Garp vẫn có thể giấu nghề, và ông sẽ còn các đòn tấn công thậm chí còn mạnh hơn đòn Galaxy Impact mà ông ta đã sử dụng ở trong chương 1080. Trong khi Galaxy Impact phá hủy một thị trấn, thì cú đấm mạnh nhất của Garp có thể phá hủy cả một hòn đảo. Chắc chắn, đòn tấn công này chỉ là đòn mở đầu, và đây không phải là sát chiêu thực sự mạnh nhất mà Garp có thể thực hiện, bởi vì ông ta còn giữ tuyệt chiêu để chờ đối đầu với Dâu Đen nếu hắn có mặt trên đảo. Chương mới này cũng coi như xác nhận rằng có rất ít nhân vật có khả năng sử dụng Haki Bá Vương thành thạo tới mức có thể đạt tới cấp độ sức mạnh của những trái cây ác quỷ mạnh nhất. Trong khi Roger sử dụng Haki của mình thông qua thanh kiếm Ace, Garp đã và vẫn là một chiến binh tay không, sử dụng nắm đấm của mình là vũ khí. Ông ta kết hợp Haki với sức mạnh thể chất to lớn, được giải phóng bằng những cú đấm của mình. Dù Garp đã già đi rất nhiều, ông đã trôi qua thời kỳ đỉnh cao của mình từ nhiều năm về trước, nhưng vẫn có thể tạo ra các trận động đất chấn động cả một hòn đảo giống như sức mạnh của trái Gura Gura chỉ bằng một cú đấm phủ lên Haki. Với màn thể hiện đáng kinh ngạc này, chưa nói đến việc đây chưa phải là toàn bộ sức mạnh của Garp, thì đã chứng minh được rằng Garp thực sự là một trong những người sử dụng Haki mạnh nhất trong bộ truyện. Haki Bá Vương cao cấp thực sự là một sức mạnh của thần. Trước kia, chúng ta biết rằng Haki Bá Vương là loại Haki cực kỳ hiếm trong số các loại Haki theo truyền thống. Trong 1 triệu người chỉ có một người sử dụng được Haki Bá Vương. Và không thể luyện tập để sở hữu được Haki Bá Vương nếu không được lựa chọn. Vì vậy, người có Haki Bá Vương đã rất hiếm. Và bây giờ khi bộ truyện bước vào phần cuối cùng, chúng ta còn được biết đến Haki Bá Vương cao cấp. Nếu Haki Bá Vương đã mạnh rồi, thì sức mạnh của cao cấp còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ví dụ như Kid có Haki Bá Vương nhưng không biết cách nâng cấp và sử dụng thành tạo Haki Bá Vương cao cấp nên dù thức tỉnh trái ác quỷ nhưng vẫn bị bại trận. Chỉ những chiến binh mạnh mẽ nhất mới có thể dùng Haki Bá Vương cao cấp truyền vào cơ thể, vũ khí, đòn tấn công để đạt được một cấp độ sức mạnh hoàn toàn mới. Haki Bá Vương cao cấp hiện giờ đã là kỹ năng đặc trưng của những nhân vật mạnh nhất One Piece. Chính vì vậy, sức mạnh của Garp khi thể hiện Haki Bá Vương cao cấp thật đáng kinh ngạc. Nó đã cho phép anh già hải quân phá hủy cả một khu vực thị trấn chỉ bằng một cú đấm, mặc dù ông đã già và không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Ngoài ra, đòn tấn công Galaxy Impact cũng nhấn mạnh Haki vũ trang vượt trội của Garp. Mặc dù Haki Bá Vương phủ lên đòn tấn công đem lại sức mạnh hoàn toàn khác so với Haki vũ trang cơ bản thường thấy, tuy nhiên, nếu hai loại Haki này có thể được kết hợp lại thì sẽ có kết quả tốt hơn. Cú đấm giải phóng một lượng lớn Haki Bá Vương tạo ra một cú đấm có sức mạnh khủng khiếp, nhưng Garp đã đồng thời trình diễn một kỹ thuật Haki vũ trang cao cấp, cho phép ông đưa sức mạnh từ cú đấm truyền thẳng xuống bên dưới hòn đảo mà không cần tiếp xúc, tạo ra vụ nổ xóa sổ toàn bộ. Ông ta sử dụng phát xạ Haki vũ trang, một khả năng cho phép người dùng phóng năng lượng tâm linh của chính mình, tạo ra một bộ giáp vô hình. Chúng ta có thể thấy Ruffy cũng đã sử dụng kỹ năng tương tự này trong thời khắc quyết định của trận chiến với Kaido mà không cần chạm vào ngọn lửa nóng chảy. Suy nghĩ cuối cùng, với màn ra mắt sức mạnh hoành tráng của Garp, tác giả một lần nữa nhắc nhở độc giả rằng những ông già trong bộ truyện này đều rất mạnh. Trong một vài chương trước, Silver Rayleigh đã xuất hiện và đe dọa tứ hoàng Dâu Đen khiến hắn ta phải rút lui và buộc phải rời khỏi Amazon Lily. Danh tiếng về sức mạnh trong quá khứ của Rayleigh là một yếu tố quan trọng khiến cho Dâu Đen chùn chân, và Dâu Đen đành phải từ bỏ mục tiêu trước mắt bởi vì hắn ta không muốn mạo hiểm chiến đấu với vua bóng tối. Một ví dụ điển hình khác là Dâu Trắng. Mặc dù già yếu và sức khỏe suy giảm,
nhưng ông ta thể hiện khả năng chịu đau đớn không thể tin được. Ông đã chịu đựng một số vết thương nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm cả vết thương từ các đô đốc. Cuối cùng, ông vẫn hiên ngang chết đứng, một chiến công ngoan cường khiến mọi người sửng sốt. Những chiến binh này dù đã bị giảm sức mạnh vì tuổi tác, nhưng ngay cả trong tình trạng hiện tại, họ vẫn sẽ chiến đấu quyết liệt với tất cả những nhân vật mạnh nhất trong One Piece đang ở thời kỳ đỉnh cao. Garp đã thể hiện sức mạnh to lớn mặc dù đã là một ông già. Có lẽ tất cả chỉ mới là mở đầu. Garp có thể sẽ thể hiện những sức mạnh ấn tượng hơn nữa trong các chương One Piece tiếp theo. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bạn có nghĩ sức mạnh của Garp có thể đánh bại Zoro không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.